Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lương Phi. Kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay Phi đến thăm lại hoàn cảnh của bà cụ Nguyễn Thị Chiến, 85 tuổi, hiện ở tại thôn Nhuận An, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam. Thì hoàn cảnh của bà cụ cũng đã già, nhưng mà vừa rồi là có một người con trai nhảy sông tự tử, mà anh ấy còn rất là trẻ, mới 30 mấy tuổi mà không biết vì sao nhảy sông, để lại một người anh trai bị vấn đề về thần kinh, nằm một chỗ cũng khá là lâu rồi, cũng không biết gì hết. Thì hôm nay phải đến thăm lại bà cụ, hỏi thăm sức khỏe của bà, tiện thể là gửi cho bà một ít quà của các nhà hảo tâm gửi cho bà, quý vị. Ok, quý vị cùng Phi vào thăm bà nha. Hiện tại là có một người con trai ở gần đây cũng hay đến chăm sóc cho bà và người em, quý vị ạ. Dạ, chào chú. Dạ, chào bà nha. Bà có khỏe không bà? Bà đa miết không, không có mà là ít, cái đa nhiều, cũng yếu rồi. Bà đau không biết hả? Bà 85 tuổi đúng không? Bà có nhớ con không? Nhớ tụi mẹ ở đâu không biết mấy. Bà có nhớ con không? Quay đó. Quay con rồi hả? Con nhớ mà không nhớ mà quay chữ không nhớ cười mô. Con đây con đấy này mấy lần rồi bà không nhớ hả? Đây quý vị, thì anh này là con trai út của bà. Anh thì mới mất cách đây tầm 7-8 tháng gì đó mọi người. Thì anh còn khá là trẻ. Hồi trước là cách đây tầm tháng ngày 9 tháng 3, nay là tháng 11, 8 tháng rồi, hơn 8 tháng rồi chứ ha. Anh mất hơn 8 tháng rồi mọi người. Thì lúc đó là không biết vì cái lý do gì ảnh gieo mình xuống sông. Chú là nhà cũng gần đây đúng không? Dạ, gần đây qua xóm kia. Bên kia hả? Vậy là hằng ngày chú phải đến đây để lo cho mẹ cũng như là lo cho em trai. Em trai của chú là chú Hùng. Chú Hùng đó là bị vấn đề về thần kinh là lâu hầu mua gì đâu. Con cũng không nhớ là bao nhiêu năm, bữa trước cũng lâu rồi. Mười mấy năm hả? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Thì chú Hùng đang ở ngồi sau nó, tí nữa quý vị cùng Phi ra thăm chú Hùng nha. Lại hỏi thăm bà cụ tiếp. Bà bữa nay bà ăn uống có được không? Thế bà ăn hầu thì ăn cũng được, giờ chén hầu thì chén. Mà người đau nhất, đau. Đau nhất trong người hả? Đau trên đầu, đau. Cũng ngồi ngang người đau nhất, cái mạnh có ít mà cái đau nhiều. Mạnh thì ít mà đau thì nhiều. Đau nhiều. Thế rồi ngủ có được không? Ngủ có hậu tôi thức tới gần tới sáng tôi mới ngủ chứ. Ngủ không được. Bà có hay sức dầu không bà? Dầu chỉ dùng máy ăn đâu hả? Dầu sức á, sức dầu á, dầu miên á. Dùng mấy ăn có hồi có thì sức không có hết. Bữa nay con đem cho bà mấy hộp nè. Trời cho tội. Rồi có cho bà là bà mừng nghe thiệt hả chứ. Thì có chị bên Mỹ nó chỉ gửi về cho bà mấy hộp dầu. Dầu này chắc bà sức tới khi bà cháy cũng còn á. Má chị đi mấy về rồi đây chưa? Dạ, chị gửi về. Mà đây, rất là nhiều dầu miên mọi người. Chị Anna ở bên Mỹ gửi cho bà 10 hộp dầu. Trời. Cái này mà sức là một hộp chắc cả năm á. 10 hộp là chắc sức 10 năm bà hiền. Dạ, dầu chị đằng này kìa. Dầu miên. Dạ. Để con gửi cho bà một hộp này. Anh gửi. Mở ra cho bà sức thử thì. Trời. Cái này để dành. Để dành sức. Cái này bà biết cách mở không? Chặn xuống, chặn xuống nha. Rất là quý hả? Những cụ già ở Việt Nam chúng ta là thường rất là quý những cái chai dầu như thế này. Thơm hả bà? Thơm quá rồi. Thơm quá hả?
Nó không ngửi. Thơm rất. Thơm không? Thơm quá. Cái này rất là quý đúng không? Thì cái dầu ngon. Thì chị cũng gửi về cho Phi ít để Phi gặp những người nào thì cụ già nào thì biếu cho mỗi người ít để sức. Trời. Cái này là bà sức chắc quá rồi trời này sức dễ gì hết vậy. Trời ơi, dành để dành nè. Dành rồi. Rất tội. Cắt ha. Có ở đây nữa đằng đằng này hay không? Dạ. Có ở đằng này nữa. Đây có cái hộp mà dầu đen này nữa nè. Có trò nữa này bật hà. Đó cái này bà thấy bà biếu ai tùy bà. Con bà cho chú bình sức cũng được. Ờ. Đây là một lon sữa Ensure nữa. Cái này là của cô chị Lý hả? Của chị Lý gửi về cho Phi. Thì Phi biếu cho bà cụ một lon sữa để bà uống cho khỏe. Sữa gì? Sữa nước hay sữa sôi? Sữa bột á. Dạ. Dạ. Sữa bột của bà pha ra bà uống cho khỏe. Sữa gì? Sữa bột. Sữa Ensure á bà. Dạ. Dạ. Thôi chúng ta ra thăm anh Hùng ha. Đi. Chắc quý vị chúng ta cùng ra thăm anh Hùng. Bà đi có đau chân không? Bà trẹt giò trẹt cán đi không được. Đi không nổi hả? Đi không bà gã trận này. Dạ. Bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi bà đi cũng đau xương đau cốt rồi bà đi cũng khó khăn. Nhưng mà cũng hay ra thăm anh Hùng chứ? Cháu cho. Dạ. Cơm nước cho em. Biết là bà cũng bưng cơm ra cho anh ăn hả? Ê chứ anh. Rất là tội nghiệp bà mọi người. Mẹ già như thế này rồi nhưng mà có một người con trai thì bị thần kinh, còn một người thì mới gieo mình xuống sông. Thì rất là tội cho bà. Ở giọng miếng ra hả? À, ok. Ok, rồi. Chào anh nha. Ok. Anh khỏe không? Hả? Khỏe lắm. Anh nói gì vậy? Mới tắm vệ sinh dọn dẹp đó hả? À, đây quý vị, giờ là anh Hùng là năm nay ảnh 40 mấy tuổi vậy rồi. Không biết mấy, chẳng biết đoạn à. 47, 48 là hả? À. Tôi cũng quay, tôi ảnh 47, 48 nhưng mà ảnh bây giờ ảnh bị cái chứng bệnh thần kinh mười mấy năm nay, ảnh không mặc quần, mặc áo gì hết mọi người. Hello, anh khỏe không? Khỏe hả? À. Bữa trước anh hát hay lắm, bữa nay anh hát lại cho em nghe thấy được không? Thôi, anh em đừng không. Hả? Thôi, anh em đừng không. Anh em đừng hát hả? Hát cũng được nhưng mà không. Nhưng mà... À, cái vui là hát. À, vui là hát hả? Vui là hát, mà vui là bằng hát. À. Ôi, bây giờ rất là tội nghiệp anh mọi người. À, anh nằm trên cái giường như thế này, vệ sinh của một chỗ luôn. Giờ là anh đi không được luôn đúng không? Lúc trước là còn đi được. À, cái giường cái lỗ này là ảnh đi vệ sinh chỗ này luôn. Cái mình bơm nước mình dọn. Lúc trước là ảnh còn đi được đúng không chú? À, cái là sau này thời gian sau này là ảnh bại luôn hai cái chân luôn. Mà không biết vì sao là ảnh bị cái vấn đề về thần kinh. Thì bữa trước là gia đình cũng có chia sẻ là cái lúc đó anh cũng lên núi anh đóng củi đúng cái giờ trưa anh về đúng không? Đúng rồi. Cái là từ bữa đó là nó phát xúc ra cái là mình nghĩ là anh vẫn hót hò bình thường cái thôi. Yeah. Cái đó cái là lần lần cái anh lồm anh bỏ sợ anh lồm anh bị rồi cái đưa ra tâm thần vào khám. À, lúc đó là anh mới 20 mấy tuổi hả? 20 mấy tuổi thanh niên. À, là trong cái quá trình đó, đi lên núi đóng củi đúng cái giờ trưa luôn. Rồi anh về là mấy bữa sau là anh bị anh phát ra luôn. Nói chung là mình cũng trả đủ vừa trang về nguồn nhưng mà mình không biết đòn được rồi trang nữa. Dạ. Lúc đó là anh có coi chưa có vợ luôn đúng không? Chưa, hồi thanh niên mà. Hồi thanh niên đi cơ. Đang làm gạch. Cái là lên rừng lên núi là bị luôn đó. Vâng. Uống rượu hả? Để. Uống rượu hả? Dạ uống nước. Chứ nãy anh kêu uống rượu. Chén nước. Thấy bình nước đang uống rượu. Anh em hết trong nhà hả? Chén nước. Mà anh không mặc quần áo như vậy có lạnh không? Túi là đáp mày anh đâu có tung ra trong.
tung ra hả? Tung ra, không chịu đáp. Là nóng trong người luôn đó hả? Mình nghe thấy rứa mà nó không không hiểu. Nhưng mà anh nằm như vậy, mình nằm y cái thế đó luôn hả? À, nằm thế y thế đó. Nằm miết đó đó hả? Đấy đó. Thế mà sao chịu nổi ta? Giữ rồi con cá gấu nằm cũng không chịu gấu luôn. Cũng chịu được hả? Ừ. Được chứ. À, chân như vậy cũng không co ra được luôn hả? Không. Anh giữ cái chân ra được không? Bình thường. Giữ cái chân ra coi thử được không? Chắc được, bình thường. À, anh giữ ra đi. Giữ ra cho nó hay là cúm chân luôn rồi? Cúm con kiến. Thương ông bị đa chân. Nó xưng nó phán cấm chân răng sủi. Cái gì? Nó cấm chân răng sủi. Cấm chân răng sủi hả? Thương ông bị đau chân. À, cái gì nữa? Cấm chân răng. À, cấm chân sau 10 rưỡi hả? À, thương ông bị đau chân. Nó xưng cấm chân. Nó sau 10 rưỡi hả? Biết làm thơ luôn hả? À, vậy chú Hùng này trước cũng đo tài lắm, làm thơ rồi hát cũng hay lắm nè. Ăn cơm chưa? Ăn rồi hả? Như vậy là tới giờ là mình bưng cơm nước cho. Cơm cho anh ăn, cái là cũng có bình nước để ra. Hồi bốn khóc là anh không kêu, đi vào để ra, là hết, cái là mình biết. Dạ. Yeah. Có thuốc thì hồi anh thành thuốc là anh kêu, là biết. À, anh cũng hút thuốc ghê lắm hả? Có chứ, hút thuốc có bệnh, hút thuốc nhiều lắm. À. Hút thuốc không? Mới hút sang không hút được. À, mỗi ngày hút được mấy điếu? Có thì mua mà đưa ra nhà điếu, có hồi hờ điếu, nhà hờ điếu không có điếu. Như vậy rồi có ai đến thăm ảnh không chú ơi? Cũng có chứ. Cũng có hả? Nói chung là tính tham mình nhất chính quyền đối với này nọ là học. Bạn bè của ảnh là giờ còn không? Bạn bè còn, nhưng mà nói chung có hồi ái trời lần lần rồi, cũng có gia đình hết trơn rồi, rồi mỗi đứa lâu lâu mới tới thôi. Giờ cũng quen lãng luôn. Ừ. Quên lớn luôn, cứ thôi chạy chủ gia đình thôi, với là chính quyền địa phương rồi không quan tâm cái chuyện đó. Yeah. Thấy điều kiện gia đình riết đó. Nhưng cũng tội nghiệp thầy. Trong cái lúc một người thanh niên to cao khỏe mạnh đẹp trai đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không may là bị vấn đề về thần kinh hay là tâm linh gì đó mình cũng không biết. Không biết đoàn cũng có cũng tìm mọi thứ mà. Lúc đó là gia đình cũng chạy chữa đủ chạy rồi chữa, nhưng mà không hết. Không hết. Mình không hiểu nữa, có sao đâu, quậy phá quá, đưa ra Hòa Khánh, cái là thời gian cái là về là thời gian hồi đó là thầy bà có nhiều không chú? Thầy bà nhiều. Nhiều lắm hả? Đức cúng đồ. Cúng nhiều lắm hả? Nhưng mà cũng không được không, hả? Mình không biết đoàn được chuyện đó. À. Rồi sao? Cũng bệnh viện tâm thần cũng ra luôn. Có ra bệnh tâm thần có Hòa Khánh. Không? Hầu đây ra thì cũng có, nhưng mà họ lần lần ít lần cái đâu. Sao thời gian cứ chỉ mình ở thời gian đi hơi ba lần cái là ra cái hình như hoài quá ra cho uống thuốc tâm thần uống thuốc của họ cho em mà hình như cũng cho hơi nạn đô ra nó cái từ từ về cái thấy lần lần người rằng trước đó rồi thanh niên còn khỏe là cái sự đề khó cái mạnh. Lúc mà anh đi trên núi nó là lúc đó là tầm 20 mấy tuổi thằng thanh niên cả hầm mái thử thôi chưa được 25 tuổi không? Đi củi bón ăn nó gia đình hậu đó là đi củi cả 25 tuổi không cả đó 25 tuổi là lúc đó là hay đi trên núi là đốn củi về bán. Để bán đúng cái giờ trưa nữa là lúc đó là mấy ngày sau là chú về là chú phát bệnh luôn rồi. Cũng lên núi nó cũng nhiều cái nó cũng nguy hiểm cho hiểu mình không hiểu được cái chuyện đó hết được cái chuyện tâm linh ở trong núi rừng nó cũng không biết đoàn được là linh thiêng. Biết đâu chú lên trên đó rồi chú đốn phải cái cây gì đó hả? Rồi hoặc có người nó ở trong đó đó. Hoặc là cái nhiều cái lúc trưa đâu mình không hiểu được cái chuyện đó. Mình đi mà. Thì rứa là thầy bò hà cũng nuôi rứa đó. Là mình cũng theo thao chứ đâu. Nhưng mà mình cũng đi chữa thầy bà rất là nhiều. Nhưng mà không có hết. Nhưng mà chắc là chưa gặp đúng thầy. Không được thầy và này nọ. Chưa đủ duyên. Không có rồi, cái sự. Từ đó đến giờ là chú nằm thế này đây mọi người, mười mấy năm rồi. Rồi bây giờ chú nằm như vậy là chú có hay la rái gì không? Không, không ra là không hết rồi. Hết rồi. Bọn nam này là không còn la rái nữa. Lúc trước là hay la rái hả? Hay la rái kỹ nhưng mà lúc là thần kinh can thẳng. Dạ. Nhất là mùa nắng á. Dạ. Nắng không là thần kinh can thẳng.
là hay nuôi lúc nhiều. Trước là hay nuôi nấu nhiều. Nuôi nhiều, bây giờ là ít hả? Giờ ít, bây giờ mùa mưa này là ít hơn. Nhưng mà bây giờ là cũng không có dùng thuốc an thần nữa. Không có nữa. À, không có dùng nữa. Tại vì là tôi thấy họ đó bệnh viện gì không cho thuốc thôi, chứ còn giờ gì là họ bỏ cây trứ thôi, yeah. Ừ, ăn uống thôi. Bữa là hả không có bệnh tình chi, yeah. Cây trứ có hai núa nhiều thôi chứ. Bây giờ ở cái trong cái cảnh này thì rất là xót xa. Người thường bình thường thì mình thấy cũng rất là tội rồi, huống hồ gì anh em cha mẹ trong nhà mình nhìn thấy cái cảnh này thì đứt ruột chứ hề. Rõ ràng thì phải chi mà ví dụ như mà chết rồi thì không nói chi, chứ còn giờ mà chú nằm như thế này mình thấy cũng rất là xót xa. Trong khi đó là em trai út của chú là cũng mới vừa mất cách đây 8-9 tháng. 8 tháng. Là cũng không biết nguyên nhân vì sao mà chú út lại nhảy sông nữa. Anh em không biết đòn nữa, là coi như là khuya sáng là họ bố ra mình mới biết đòn. Có nghĩa là tối đó là chú út là ra sông nhảy là mình không biết. Không biết, đâu, không bọn bè cũng chơi đi ứng bình thường đâu biết. Là sáng họ đi bọn bè đi cá kìa, lấy cá nhận bóng nó thấy xe mô lần cũng giống thấy xe để lại đó hả? Ừ. Cái là mình báo về cho gia đình. Gia đình cái là về phần là AC đó. À, cái là vớt được liền hả? Không, ba hai đêm ba ngày mới vớt được. À, ba ngày sau là nổi lên hả? Không nổi nhưng mà mình đi cào hả? Đi cũng tìm mùa cách nhưng mà không nổi, lần lần kiểu như hồi đó là nó lạnh mà con viên là lạnh. Cái ô phô là mà có ấm ô phô các bay này cano cũng dầu cũng chạy dầu lên chân đó, nổi lên chân đó. Là thái được cái áo thái đây là mình mới tiền cho con nhờ cái anh hầu đó này, nhờ chỗ cào như thủy là nhờ giữa Đà Lộc với Di Xuyên là cái thạch đó. Dạ. Yeah. Bây giờ là gia đình mình còn nhiều anh em không? Còn ba anh em. Ba anh em à? Ba anh em. Chú với lại hai người nữa hả? Không nữa mà ở xoài hết. Bây giờ là chủ yếu chú là ở gần đây là chú đến hay đến để lo lắng cho mẹ với lại em. Còn mấy chú kia là ở dưới quà, dưới kia là hết rồi, xoài. Ủa cái giặt giường này là thay đó ra hả? Giặt giường này, hồi nãy là hồi trước là giường gỗ. Hầu được cái giường gỗ, cái gỗ còn nó bỏ giọt này. Yeah. Sau đó là anh ở Đà Nẵng về, anh cũng người quê hương anh về, anh thấy thì anh cho tiền cái anh bị cơ khí lộn đáng sang, yeah. Chạy tới. Đấy đó. Rồi, thế thôi đi tới thăm chú tí rồi con về nha. Bye bye chú nha. Rồi bây giờ là chú cũng không chịu mặc quần áo hết mọi người. Đó, thì cũng không biết lạnh luôn. Để cái mày như vậy nhưng mà chú cũng không đắp luôn. Tối thì chú cũng không đắp mày luôn. Đắp xa ra còn sao thôi, xa thôi. Không có mũi luôn hả? Không có mũi luôn, ha ra dạ. Rồi thôi đi vô bà ha. Nếu như mình đấy. Nếu người bình thường như mình là mũi kén cái cho chứ. Dạ. Người không có chứ chơi. Rồi bye bye nha. Bye bye. Rồi thôi đi vô. Ok, thì quý vị cũng đã thấy cái hoàn cảnh nhà bà cụ chính. Thì bà cũng già rồi quý vị, nhưng mà bây giờ con bà thì cũng như vậy đó, mọi người cũng đã thấy rồi. Hoàn cảnh rất là thương. Thì Phi cũng đã thay mặt các nhà hảo tâm trước đây cũng kêu gọi giúp cho bà một số tiền đó, để bà ăn uống đó mọi người. Thì hôm nay cũng đến thăm lại bà như thế nào. Rồi, thôi Phi cũng xin... cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho hoàn cảnh nhà bà cụ. Phi cũng xin mến chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại. Dạ. Rồi, con chúc cho bà sức khỏe nha. Rồi. Cũng cảm ơn cho anh. Dạ.